Còn đây là câu chuyện về mũ đỏ Bùi Đức Lạc, một người lính 34 năm sau vẫn còn lòng đau, mà ông gọi là cơn uất Hạ Lào. Tại sao vậy? Xin mời quý vị cùng nghe sau đây. Kính thưa quý vị, truyền hình Dân Sinh rất hân hạnh giới thiệu cùng quý vị tác phẩm Cơn Uất Hạ Lào, một tuyển tập ký sự chiến trường của Trung tá pháo binh nhảy dù Bùi Đức Lạc. Ông Bùi Đức Lạc năm nay 70 tuổi và là một người ai cũng quen, và hầu như ai cũng dành cho ông sự quý mến đặc biệt. Từ suốt 31 năm qua, từ ngày các chiến binh nhảy dù rã ngũ lưu lạc sang Hoa Kỳ, ông Bùi Đức Lạc đã là người chiến hữu tận tụy với anh em, đã đóng góp rất nhiều trong việc hình thành một mái gia đình lớn gọi là gia đình mũ đỏ, để bao che, giúp đỡ, an ủi, khuyến khích những người chiến binh cùng binh chủng với nhau. Ông Bùi Đức Lạc không chỉ làm việc ái hữu, tương thân, tương trợ. Ông còn là một nhà văn. Ông viết rất nhiều với những ký sự chiến trường. Ông thường gọi chuyện viết lách là một trách nhiệm tinh thần với những anh em chiến hữu nhảy dù. Bởi vì trong cuộc chiến, sư đoàn nhảy dù đã hy sinh rất nhiều cho dân tộc, cho đất nước, cho quân đội, mà nhiều khi phải chịu nhiều điều rất oan nghiệt. Ở đâu chiến trường đánh nhau dữ dội nhất, Bộ Tổng Tham mưu gửi ngay nhảy dù đến tiêu diệt quân thù. Nơi nào các đơn vị địa phương chịu không nổi sức tấn công của địch, Bộ Tổng Tham mưu lại gửi nhảy dù đến giải cứu đơn vị bạn. Vừa đánh tan trận này, chưa kịp hồi sức, máy bay của Bộ Tổng Tham mưu đã chờ sẵn để đưa nhảy dù sang trận địa khác. Chỗ nào cũng nhảy dù, lúc nào cũng nhảy dù. Các vị tư lệnh quân đội đã tận dụng hết sức lực chiến đấu của các chiến binh nhảy dù. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Để có chiến thắng, các chiến sĩ quả cảm thiện chiến nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải hy sinh theo những mệnh lệnh của các tướng chỉ huy, và có nhiều lệnh rất oái ầm. Ở Hạ Lào, ở Charlie, ở Quảng Trị và ở tất cả mọi trận đánh lừng danh trong quân sự, theo Trung tá Bùi Đức Lạc cho biết, để có nhiều chiến thắng, 20.000 chiến binh nhảy dù đã hy sinh tại mặt trận. Là một sĩ quan dù trong vai trò pháo binh yểm trợ hỏa lực, Trung tá Bùi Đức Lạc đã có cơ hội nghe, nhìn và hiểu rất rõ tình hình của chiến trường. Chuyện hy sinh là chuyện những người chiến binh nhảy dù quả cảm đều chấp nhận tuyệt đối theo mệnh lệnh. Nhưng đã hy sinh, đã tuân thủ mọi mệnh lệnh, đã hoàn thành sứ mạng giao phó mà vẫn bị cho là thua trận, thì dù đã chết, vẫn không nhắm mắt được. Và nếu còn sống, thì cần phải nói cho rõ. Đó là những gì Trung tá Bùi Đức Lạc đã viết. Vì ông cần phải viết ra những điều ông biết, ông thấy. Ông phải viết cho mũ đỏ Nguyễn Văn Đương, hay mũ đỏ Nguyễn Đình Bảo, hay viết cho 20.000 chiến binh nhảy dù đã tử trận năm xưa. Họ đã không chết vô lý do. Họ đã hy sinh vì quân đội, vì đất nước, vì dân tộc. Họ đã làm xong nhiệm vụ của họ. Một trong những trận đánh lừng danh đầy oan khiên chính là cuộc hành quân Lam Sơn 79 ở Hạ Lào. Trung tá Bùi Đức Lạc đã viết, và ông đã khóc khi kể lại. Ông đã khóc một lần khi kể cho Dân Sinh lần đầu vào năm 2003. Ông khóc khi phỏng vấn trên radio hôm qua. Và ông khóc trong nín lặng khi ở chiếc máy truyền hình. Ông già 70 tuổi, có 18 năm lính, 10 năm làm lính nhảy dù. Dù chiến tranh đã tàn quá 31 năm, ông vẫn bị một cơn uất. Cơn uất của người lính chiến đã chiến đấu hết sức quả cảm và anh dũng, mà sao người người vẫn không biết. Ở cuộc hành quân Hạ Lào 719, nhảy dù có thua trận bao giờ đâu, mà mấy ông nhà báo chết tiệt cứ bảo là thua. Đã 31 năm qua rồi, cơn uất của Trung tá Bùi Đức Lạc vẫn chưa nguôi. Đây chính
là tâm tình của ông già chiến binh nhảy dù 70 tuổi Bùi Đức Lạc với cơn uất Hạ Lào. Dân sinh rất hân hạnh giới thiệu cùng quý vị sau đây. Tôi là khóa 7 Thủ Đức, tôi nhập ngũ năm 1958 và tôi ra trường để phục vụ trong các đơn vị pháo binh của các sư đoàn bộ binh, sư đoàn 5, sư đoàn 2. Đến năm 65 thì vì nhu cầu chiến trường, sư đoàn nhảy dù bành trướng thì tôi tình nguyện về nhảy dù. Thì tôi là một trong ba người thành lập ba pháo đội đầu tiên của sư đoàn nhảy dù, tôi là pháo đội C. Sau đó tôi đã thành lập tiểu đoàn 3 pháo binh nhảy dù. Tôi cũng có một cái tham vọng là để cho cái thế hệ sau này họ thấy được rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa có chiến đấu, chứ không phải là như các báo chí ngoại quốc họ nói là quân lực Việt Nam Cộng Hòa hèn nhát, không chiến đấu. Tôi muốn cho cái thế hệ sau họ thấy rõ tường tận như vậy. Tại sao tôi lại không lấy một cái trận đánh nào đó để mà giới thiệu với đồng bào, giới thiệu với các cái lớp trẻ sau này, mà tôi lại lấy cái trận Hạ Lào. Tại vì cái trận Hạ Lào là cái trận mà nó có rất nhiều oan khiên, nó rất nhiều cái đau lòng cho những người tham chiến ở cái trận đó. Và cái trận đó là quốc tế, ở đâu ai nói trận Hạ Lào, Lam Sơn 719 họ đều biết hết. Rất nhiều bài của các báo bây giờ họ còn lặp lại cái trận Hạ Lào. Đó là lý do mà tôi nhấn mạnh về cái trận Hạ Lào ở trong cái cuốn sách này. Cái mục đích của chúng tôi sang trận Hạ Lào đó, nó đã rõ ràng và chúng tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Nhưng mà về rồi các phóng viên chiến trường của Việt Nam cũng như các cái phóng viên của các báo chí mà thông khác thông tấn xã lớn của ngoại quốc, họ viết là mình thua. Tôi không ngoan cố và tôi cũng không có cường điệu trong cái trận này. Tại vì nhiệm vụ của chúng tôi sang đó là phá hết cái kho tàng và cũng như là các cơ sở tiếp vận của chúng. Thì chúng tôi sang đã hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Cái trận Hạ Lào nó không phải là những trận bình thường khác. Trận Hạ Lào không cần mang chiến lợi phẩm về và trận Hạ Lào không cần mang chụp hình các xác chết vì không có ai ở đó để chụp hình hết á. Tôi nói ví dụ nếu bây giờ có thể mình mang các chiến lợi phẩm về được thì có thể rớt 5-10 trực thăng có đáng hay không? Đó là lý do không mang chiến lợi phẩm về. Và tôi là người ở trong trận đó, từ đầu cho đến cuối, tôi đi bằng đường bộ vô và tôi rút ra bằng đường bộ. Thành ra từ đầu trận Hạ Lào cho tới cuối trận Hạ Lào là tôi đều có mặt. Thì tôi có quyền viết lên cái sự thật đó. Tôi chỉ xin đồng bào, quý vị và các thế hệ mai sau nên đọc cuốn sách này, mua, giữ nó để làm tài liệu, để sau này quý vị có thể nói cho mọi người biết rằng là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu như thế nào. Đó là điều mơ ước của tôi. Cái cuộc chiến đã qua đi hơn 30 năm rồi, thì bây giờ, cái thời gian bây giờ, ông nghĩ gì về cuộc chiến năm xưa, cái tình cảm, tâm tình ông trong cái thời chiến chiến, ông nhớ những điều gì nhất không? Cuộc chiến thì nếu mà nói là nhảy dù đánh trận nào thì cũng vậy. Trận nào thì ở các địa phương đã không đánh nổi rồi, thì chúng tôi mới phải vô. Nhưng một cái mà điều mà thành ra các trận đánh mà để mà suy nghĩ tới thì tôi thấy trận đánh nào của nhảy dù cũng đáng để mà lưu danh hết. Nhưng mà cái mà tôi mà suy nghĩ tới nhiều nhất là tôi suy nghĩ tới bạn bè, tới những đồng đội của tôi. Họ đã bỏ mình. Thì đây cũng là một cái nhiệm vụ tôi phải biết lại sự thật để cho họ có chết họ cũng được mát mặt, mát ruột.